cả các bạn, mình là Tú Anh. Mình là Diệu Quỳnh. Chúng mình đến từ Genesis Education. Sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi đấy. Và đó là ngày để dành cho tất cả các bạn nữ nhận được những bó hoa, những món quà vô cùng tuyệt vời trong ngày lễ ý nghĩa này. Vậy thì không biết các bạn nam sẽ cảm thấy như thế nào khi mà chính mình lại được nhận hoa trong ngày 8 tháng 3 này nhỉ? Cùng mình đến gặp tất cả các bạn nam để có thể tặng cho các bạn ấy món quà và thử xem cái phản ứng của các bạn ấy như thế nào khi nhận những bông hoa trong ngày 8 tháng 3 này nhá. Let's go. Ôi chị ơi, đường này. Đây. À, hôm nay mình muốn tặng bạn bó hoa nhân ngày 8 tháng 3. Không, mình tặng bạn là có chủ đích mà. Không có vấn đề gì đâu, mình tặng bạn. Hôm nay mình có một món quà rất là tặng bạn. Đây ạ. Hay được gửi tặng hai bạn một bông hoa. Nếu như bạn nào mà có thể cơ cấu kiểu bạn này tặng bạn kia ấy. Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Bạn cảm thấy như nào lúc mà mình tặng hai bạn bó hoa này? Mình muốn hỏi một chút là bạn cảm thấy như thế nào khi nhận được món quà này sau cái ngày rất đặc biệt của phụ nữ là ngày 8 tháng 3? Bất ngờ quá. Tới học thì cũng lớp không có bạn gái nào, chả làm hoa cho ai. Bạn gái tặng quà cho mình ngày đầu tiên lần này rất là vui, cả bất ngờ quá. Hôm nay là ngày gì? Vỗ tay. Em thấy bình thường tại vì đây nhận tặng chung, nếu mà tặng riêng em thì nó có cảm xúc. Đang đặt mình ở vị trí đấy thế. Đi bảo là riêng em thôi, cũng sướng không? À, dạ vâng. Cũng sướng bình thường. Cũng sướng bình thường. Vậy thì bạn có nghĩ rằng mình cũng nên có một cái ngày nào đấy để tôn vinh những cái giá trị tích cực của nam giới không? Thực ra thì mỗi năm thì có khoảng rất là nhiều ngày dành cho phụ nữ. Nên là cũng muốn là có một ngày. Có một ngày dành cho con trai đâu. Bạn có nghĩ là con trai thì cũng nên có một ngày để tôn vinh cái giá trị khi đàn ông của mình không, như phụ nữ? Bạn nghĩ là cái ngày nào? Xin đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi. Con trai chúng mình cũng cần phải có một ngày để tôn vinh cái giá trị của mình không? Không cần thiết. Không cần thiết. Không cần thiết. Mẹ là mẹ. Thì nếu như mà mình có một cái bó quà bông hoa thì bạn muốn dành tặng cho người thân nhau lúc nào trong cái ngày 8 tháng 3 này? Mẹ là người yêu. Mẹ là người yêu à? Vậy thì mình sẽ tặng bạn cho bạn một cái bông hoa này nhé. Thì bạn có thể dành tặng cho bản thân mình này, hoặc là dành tặng nó cho người phụ nữ bạn yêu thương trong ngày 8 tháng 3 nhé. Vậy thì nếu như mà mình có một cái món quà bó hoa trong cái ngày 8 tháng 3 này thì bạn muốn dành tặng nó cho ai? Trước tiên là để mà tặng hoa với một người phụ nữ nào đấy thì đầu tiên phải là mẹ. Thứ hai đó là con gái mình quan tâm. Có đang quan tâm đến bạn nào không? Bây giờ thì thấy chưa. Đừng men nơi kia phương trời xa, vượt qua bao trùng rừng, tìm nhau mãi mãi thấy trái ngang khổ đau. Mình tặng cho bạn bó hoa này và muốn bạn gửi đến một người phụ nữ mà bạn yêu thương thì bạn sẽ gửi đến cho ai? Chắc là mẹ. Mẹ ạ? À? Bạn có thể nói cho mình lý do tại sao bạn lại muốn gửi đến cho mẹ không? Thì nếu mà có về người phụ nữ thì mình nghĩ là mẹ mình quan trọng nhất. Rất thú vị của các bạn nam khi nhận được hoa trong ngày 8 tháng 3. Và bạn có thử với bạn nam bên cạnh mình chưa? Comment lại thành quả của bạn với chúng mình nhé. Ngày 8 tháng 3 chính là ngày để tôn vinh giá trị của những người phụ nữ trên toàn thế giới. Hãy dành tặng cho những người phụ nữ bạn yêu thương những món quà, những bông hoa hay là những lời chúc thay cho lời cảm ơn đến những giá trị tốt đẹp mà họ mang lại nhé. Chúc mừng ngày 8 tháng 3.